Những ngày cuối năm 2022, khoảng thời gian tồi tệ nhất đã bao trùm lên toàn ngành tiền mã hóa. Trong bóng tối hệ lụy từ các cuộc khủng hoảng trước đó, cộng đồng nhà đầu tư tiếp tục bị đánh gục bởi cú sập kinh hoàng của đế chế FTX. Vậy, bởi đâu một startup kỳ lân từng được định giá lên đến 32 tỷ đô từ đỉnh cao danh vọng lại lao xuống vực thẳm? Dưới bàn tay lãnh đạo tài tình của thuyền trưởng Sam Bankman-Fried, FTX đã liên tục bành trướng tên tuổi thông qua hàng loạt thương vụ tài trợ khủng. Bắt đầu từ quý 1 năm 2021, danh sách đối tác của họ hợp tác rộng khắp, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thể thao. Song, những tổ chức từng nhận tài trợ của FTX về sau cũng ồ ạt rũ bỏ quan hệ với sàn. Cựu CEO FTX thì nhanh chóng gây dựng được tiếng vang nhờ khả năng tiếp cận khôn khéo với loạt quan chức và nhân vật nổi tiếng, từ ăn tối với thị trưởng New York Eric Adams cho đến thiết lập quan hệ với Orlando Bloom, ca sĩ Katy Perry hay thậm chí là cựu tổng thống Bill Clinton. Trong thời gian này, Sam cũng chớp thời cơ vận động hành lang chỉ đậm cho các cuộc bầu cử Mỹ. Hình ảnh tỷ phú 29 tuổi tràn ngập các áp phích truyền thông tới mức Sam Bankman-Fried dõng dạc tuyên bố sớm muộn gì thì anh ta cũng mua đứt Goldman Sachs. Hào quang của Sam thì khiến truyền thông hết mực ca ngợi, gọi ông là tỷ phú tự thân và là bộ mặt của crypto, một lĩnh vực còn non trẻ nhưng nổi lên nhanh chóng nhờ tiến bộ công nghệ và khả năng thách thức tài chính truyền thống. Ở thời kỳ khó khăn, FTX vẫn sẵn sàng đổ hàng tỷ đô la Mỹ để thâu tóm các công ty khác, đặt tâm huyết hồi sinh cho ngành crypto. Đẳng cấp của sàn tiền mã hóa này được chứng minh qua 4 lần gọi vốn, phá vỡ hầu hết mọi kỷ lục đầu tư trong lịch sử phát triển crypto. Tính đến tháng 1 năm 2022, đế chế của Sam Bankman-Fried đã đạt định giá lên đến con số 32 tỷ đô la Mỹ, một con số không tưởng. Ấy vậy mà vỏ bọc bác ái và đáng kính kia lại chính là quả bom hẹn giờ âm ỉ trong ngành crypto. Tiết lộ dùng mình hậu phá sản, Sam khẳng định rằng tất cả chỉ là mánh khóe PR và chiêu trò che mắt thiên hạ. Số tiền đầu tư cho Quốc hội Mỹ không chỉ để tăng cường danh tiếng của công ty mà còn để báo chí o bế cho sàn, từ đó tiện để bôi nhọ đối thủ và nhúng tay vào quy trình thiết lập quy định crypto có lợi cho mình. Mãi đến sau khi bê bối, người ta mới vỡ òa về cuộc sống thượng lưu đắt đỏ của Sam. Hóa ra, đằng sau hình ảnh chiếc ghế ngủ giản đơn tại văn phòng lại là những chuyến bay xa xỉ, chuyên cơ riêng và căn penthouse trị giá 30 triệu đô la Mỹ vốn được chi trả bằng tiền của khách hàng. Không những tiêu hoang sa đà, bộ sậu của sàn cả ngày chỉ lo tiệc tùng và gặp gỡ người nổi tiếng. Luật sư của công ty cho biết FTX thì đã bỏ ra tới ít nhất là 300 triệu đô la Mỹ cho bất động sản ở Bahamas và dường như không có tài liệu nào ghi chép lại những giao dịch này. Tháng 5 năm 2022, thị trường tiền mã hóa rơi vào thoái trào. 60 tỷ đô đã bị xóa sổ sau bê bối Luna USD. Về mặt vĩ mô, Fed vẫn gia tăng gánh nặng lên lãi suất để kiểm soát lạm phát. Thời điểm đó, giá tiền mã hóa bắt đầu rơi tự do, làn sóng sa thải lan khắp các công ty và dự án trong thị trường. Nối tiếp, Three Arrows Capital hay là 3AC vỡ nợ, lan ra một loạt đơn vị môi giới và cho vay khác. Khi những quân cờ domino đầu tiên ngã đổ, Sam Bankman-Fried đã bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ để giải cứu. Song, các thương vụ này về sau đều đổ bể. Tháng 6 năm 2022, Alameda Research, quỹ đầu tư crypto chị em của FTX thì đã cho Voyager vay 500 triệu đô la Mỹ. Đây chính là điểm kích hoạt hiệu ứng dây chuyền. Rốt cục thì Voyager và Celsius đã ngậm ngùi phá sản. Giá như họ đừng cho nhau mượn tiền và xem thường đòn bẩy thì có thể đã không trắng tay như bây giờ. Một mặt thì hành động nghĩa hiệp, mặt khác lại đi vay suốt những năm qua. Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, một số nhà đầu tư của Alameda vay tiền đã yêu cầu hoàn trả. Và dĩ nhiên, công ty không thể đáp ứng do đã mang toàn bộ số tiền kia đi đầu tư. Dân gian có câu, bẩn cùng sinh đạo tặc.
FTX đã tự ý lấy tiền của khách hàng, bảo lãnh cho Alameda để thanh toán khoản nợ, rồi thua lỗ và gây ra thâm hụt lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Với phố Wall, hành vi này rõ ràng là vi phạm luật chứng khoán của Mỹ, mà sau này Sam đã hồi đáp một cách trẻ con rằng không cố ý làm như vậy. Điểm mấu chốt ở đây là FTX đã bòn rút tín dụng của người dùng và tự in ra FTT để đi vay và tẩy trắng bằng giao dịch mới, đúng nghĩa là dùng tiền ảo để đổi lấy tiền tươi thóc thật. Xong, quá khứ dễ gì giấu giếm ấy đã bị lật tẩy cùng với bộ mặt thật của Sam vào ngày 2 tháng 11 năm 2022. Chỉ trong một tuần giông bão, FTX đã không còn đủ sức để chống đỡ. Để rồi, sự ra đi chóng vánh của ông lớn nhất nhì ngành tiền mã hóa một lần nữa đóng đinh mức độ mong manh và đào thải cao của thị trường này. Ngày 2 tháng 11 năm 2022, trang tin CoinDesk đã đăng tải bài viết về lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán của Alameda Research. Trong số 14,6 tỷ đô tài sản FTX đang nắm giữ, thực chất thì có quá nửa là FTT cùng nhiều token cực kỳ biến động chứ không có tài sản đảm bảo. Tiết lộ gây sốc thì đã đẩy giá của FTT từ 22 đô xuống chỉ còn 3 đô la Mỹ chỉ trong vòng một đêm. Ngày 6 tháng 11 năm 2022, đối thủ Binance thêm dầu vào lửa tuyên bố thanh lý sạch 580 triệu đô la Mỹ giá trị FTT mà sàn nhận được trong giao dịch đầu tư chiến lược vào FTX hồi tháng 12 năm 2019. Mặc cho CEO Alameda Research là Caroline Ellison lên tiếng đính chính thì người dùng vẫn ồ ạt bank run khỏi FTX và đường cùng, Sam đã khẩn cầu CZ dĩ hòa vi quý. Ngày 8 tháng 11 năm 2022, FTX ngừng xử lý rút tiền, panic sell náo loạn, sàn cố huy động thêm 6 tỷ đô la Mỹ nữa nhưng thất bại. Tối muộn cùng ngày, điều không tưởng đã xảy ra khi mà Binance đạt thỏa thuận mua lại FTX, cơn địa chấn khiến cả cộng đồng sững sờ vì không nghĩ mọi chuyện đã xảy ra chóng vánh như vậy. Ngày 9 tháng 11 năm 2022, thị trường crypto trải qua một cơn bán tháo mới làm Bitcoin sập đáy mới của năm 2022. FTT thì tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư dần nhận ra tương lai vô định của đồng coin này. CEO FTX là Sam Bankman-Fried thì viết tâm thư xin lỗi nhà đầu tư, tài sản cá nhân của ông thì bốc hơi 14,6 tỷ đô la Mỹ và mất danh hiệu tỷ phú chỉ trong gang tấc. Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Binance rút phao cứu sinh, hủy bỏ thương vụ mua lại sau khi đã nhìn qua sổ sách của FTX và thấy được vấn đề. Hết cách, Sam Bankman-Fried quay sang cầu cứu Justin Sun nhưng cũng không thể cứu vãn con tàu sắp chìm. Ngày 11 tháng 11 năm 2022, FTX Nhật Bản ngừng hoạt động, Bahamas phong tỏa tài sản của FTX, tìm đơn vị thanh lý và nhân viên của sàn thì lũ lượt nghỉ việc. Đến ngày 12 tháng 11 năm 2022, FTX chính thức tuyên bố phá sản cho FTX.com và Alameda Research cùng hơn 130 công ty con, FTT thì mất sạch giá trị. Sam thì phải bàn giao đế chế nát tươm cho tân CEO là John Gee. Từ một bộ mặt của ngành tiền mã hóa, giờ đây Sam Bankman-Fried đã trở thành kẻ phản diện hay là tội đồ của ngành tiền mã hóa. Trong cùng ngày 12 tháng 11 năm 2023, khó khăn nhân đôi khi mà FTX bị tấn công, thiệt hại ước tính lên đến 500 triệu đô la Mỹ tài sản. Nếu Sam là người duy nhất mất tiền trong vụ việc này thì cũng không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, hồ sơ phá sản thì cho thấy FTX có hơn 9 triệu chủ nợ và chờ hoàn tiền trong vô vọng. Khoản nợ của công ty với riêng 50 chủ nợ lớn nhất đã lên đến con số là 3,5 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế thì cũng không thể lập được danh sách chi tiết vì số lượng là quá lớn. Chiến sự thì không chỉ vùi lấp vốn liếng của hàng trăm ngàn nhà đầu tư mà còn gây ra hiệu ứng domino lan khắp ngành. Hàng nghìn công ty, cơ quan truyền thông, chính phủ, hãng công nghệ lớn thì cũng nằm trong danh sách chủ nợ dài hơn 115 trang của sàn.
một phần của số tiền đầu tư sau này được tìm thấy ở trong các bất động sản xa xỉ mà Sam đã mua cho đồng nghiệp và người thân. Nặng nề nhất phải kể đến BlockFi, một trong những ông lớn cho vay số tiền lớn nhất thế giới. Nền tảng thì đã bộc lộ khó khăn từ giữa năm 2022, buộc vay khẩn cấp đến 400 triệu đô từ FTX để tiếp tục duy trì hoạt động. Sau khi FTX vỡ nợ, nền tảng đã ngừng rút tiền và đi đến quyết định phá sản ngay cuối tháng đó. Cái tên ê chề không kém là Genesis, nạn nhân của cả 3AC và FTX. Genesis thì cũng chính là chủ nợ riêng lẻ lớn nhất của FTX với số tiền yêu cầu trả nợ lên đến 226 triệu đô. Danh sách các bên bị ảnh hưởng ngày một dài thêm có thể kể đến như là Galois Capital, Midas Investment đóng cửa vì bị liên lụy với FTX, hay là Sequoia Capital ghi nhận tổn thất lên đến 213,5 triệu đô la Mỹ, Temasek của chính phủ Singapore mất sạch 275 triệu đô. Ontario, quỹ hưu trí lớn nhất Canada thì lỗ tới 95 triệu đô, hay là Manticore Capital mắc kẹt tới 10% tài sản. Sino Global xác nhận thiệt hại lên đến 7 chữ số, đổi tên để rũ bỏ khỏi FTX. Từ nhân vật được coi là cứu tinh của cả nhân loại, Sam Bankman-Fried đã phải trả giá đắt cho cái tôi ngông cuồng của mình. Tài sản của ông đã quay về vạch xuất phát sau chỉ một ngày và bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần. Trong các phát ngôn hậu sụp đổ, loạt sai phạm của Sam Bankman-Fried dần được hé lộ. Ông thừa nhận đã quản lý rủi ro yếu kém, nhưng chưa bao giờ đề cập đến việc gian díu với Alameda để biển thủ tài sản hay là rút tiền bằng cửa hậu cùng những sai phạm khác. Ông thì cũng đổ lỗi cho vị thế ký quỹ khổng lồ của khách hàng đã bị thanh lý, tạo ra lỗ hổng lớn trong bảng cân đối kế toán. Khách hàng đó không ai khác ngoài Alameda Research, quỹ đầu tư mà chính Sam Bankman-Fried cũng sở hữu lượng lớn cổ phần kiểm soát. Sáng ngày 13 tháng 12, thì Sam Bankman-Fried đã bị giới chức Bahamas bắt giữ theo yêu cầu từ chính quyền Mỹ. Đến ngày 21 tháng 12, Sam thì đã được dẫn độ về Mỹ, nơi ông đang phải đối mặt với 3 cáo trạng lừa đảo, gian lận riêng biệt đến từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn, được xem là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Tổng hình phạt đặt lên Sam Bankman-Fried là mức án tù lên đến cả trăm năm. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh pháp lý, luật sư bào chữa cho Sam Bankman-Fried đã thuyết phục thành công tòa án chỉ xét xử 8 trên 14 tội danh trong phiên tòa vào đầu tháng 10, đúng với thỏa thuận dẫn độ ban đầu giữa chính quyền Mỹ và Bahamas với lý do thân chủ chỉ đồng ý đầu thú với những tội danh ấy. Xuất hiện lần đầu tại tòa án New York thì Sam được cho tại ngoại với giao kèo bảo lãnh với trị giá 250 triệu đô và di chuyển về quê nhà ở California trong lúc chờ xét xử. Cựu CEO sau đó đã khẳng định không liên quan đến các giao dịch chuyển tiền của Alameda, lên tiếng chối bỏ hầu hết mọi tội danh, sẵn sàng đấu tranh pháp lý với Mỹ. Tính đến ngày 21 tháng 1, giới chức liên bang đã phong tỏa 697 triệu đô tài sản của Sam và muốn giành quyền kiểm soát số tiền này. Trong thời gian quản chế, cựu CEO còn bị cấm sử dụng điện thoại thông minh, giới hạn truy cập và phát ngôn trước truyền thông vì cố tình liên lạc với nhân chứng và vượt rào bằng VPN. Hậu quả là Sam đã quay lại nhà tù vào ngày 12 tháng 8 cho đến ngày ra tòa xét xử. Có lẽ quan hệ mật thiết với Nhà Trắng đã khiến Sam Bankman-Fried thêm phần ngông nghênh. Trong diễn biến liên quan thì ba thân tín của Sam là Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research, Gary Wang, cựu giám đốc công nghệ của FTX và Nishant Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX đều đã đầu thú để xin khoan hồng. Trong bản khai tội được tòa án New York công bố thì Caroline Ellison đã thừa nhận đã bao che cho hành vi sai trái của FTX và Alameda, sử dụng tiền của người dùng sai mục đích và lấp liếm sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Một nhân vật khác là cựu luật sư Dan Freeburg của FTX cũng đã đồng ý hợp tác với chính quyền, song chưa bị buộc bất kỳ tội danh nào. Các nhân vật này thì khả năng cao sẽ là nhân chứng quan trọng
chống lại Sam Bankman-Fried trong phiên tòa sắp tới. Sam Bankman-Fried thì đã từ chức và nhượng lại vị trí CEO cho John Gray. Dù đã hơn 40 năm kinh nghiệm về pháp lý và tái cơ cấu, vị giám đốc tạm quyền này vẫn chưa từng gặp trường hợp nào nghiêm trọng như FTX và mô tả hậu phá sản là chuỗi địa ngục trần gian của sàn. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó thì Sam từng cho biết công ty ông có khi đã kiếm được tới 1 triệu đô la Mỹ trên một ngày. Thống kê đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, đơn vị đảm nhận công tác phá sản cho FTX đã khôi phục được xấp xỉ 7 tỷ đô la Mỹ tài sản, còn số tiền nợ người dùng là 8,7 tỷ đô la Mỹ. Vậy tức nghĩa là cả FTX và FTX US đều đã bị thâm hụt tài sản rất lớn để đáp ứng yêu cầu hoàn trả cho khách hàng. Mặt khác thì sàn đã chi hơn 120 triệu đô để trả phí cố vấn trong 3 tháng đầu năm 2023 và 1,5 triệu đô phí pháp lý mỗi ngày. FTX thì cũng rục rịch mở cửa trở lại và gửi kế hoạch hồi sinh lên tòa án để chờ duyệt. Đáng chú ý là sẽ khai tử hoàn toàn token FTT và không còn phục vụ người Mỹ nữa. Đối với số tài sản còn lại, đơn vị phá sản tiếp quản FTX muốn thanh lý và quy đổi lượng crypto sản đang nắm giữ sang tiền mặt để tránh làm ảnh hưởng đến thị trường và để thu về tối đa giá trị. FTX muốn ủy quyền bán tài sản cho Galaxy Digital. FTX còn trong quá trình truy thu tài sản đã bị Sam tuồn ra ngoài từ các tổ chức như là Modulo Capital, Genesis, K5 Global. Ở chiều ngược lại thì BlockFi đang đòi FTX trả họ 1 tỷ đô la Mỹ và chính quyền Mỹ thì yêu cầu FTX và Alameda đóng thuế lên đến 44 tỷ đô. Đầu tháng 7 thì FTX đã mở cổng điện tử cho phép người dùng kẹt tiền nộp hồ sơ đòi tài sản, hạn chót là vào ngày 30 tháng 9 năm 2023. Chỉ mất đúng 7 ngày để đánh đổ một đế chế trị giá 40 tỷ đô, liệu cơn thảm họa vừa qua là tiên đoán cho ngày tàn của ngành tiền mã hóa hay chỉ là một lý do để chính quyền thế giới siết chặt pháp lý đối với thị trường này? Không thể phủ nhận biến cố FTX là tác nhân phá hỏng triển vọng tiền số trong mắt các quỹ chuyên nghiệp. Người ta còn rò rỉ rằng giả thuyết tiền số được gọi là vàng kỹ thuật số rốt cục chỉ là trò bịp. Thực tế thì các khoản đầu tư đang chịu tổn thất lớn và cấu trúc thị trường thì quá rủi ro. Sự sụp đổ của FTX đặt ra câu hỏi về khả năng sinh tồn của hệ sinh thái tiền số. Giới chuyên gia thì đánh giá cơn ác mộng vừa qua đã tác động đáng kể lên góc nhìn của công chúng về ngành tiền mã hóa. Song để nhấn chìm toàn bộ ngành kinh tế số này thì là chưa thể. Chủ tịch SEC thì từng mô tả sự sụp đổ của FTX thì là khuôn mẫu lật tẩy vết nứt và bất cập trong một lĩnh vực non trẻ và thiếu kiểm soát. Trong khi đó thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ thì lại so sánh FTX ngày tận số chính là khoảnh khắc Lehman của crypto, thúc đẩy nỗ lực giám sát lĩnh vực này. Ngay cả Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu thì cũng kêu gọi tăng cường quy định crypto tại Liên minh châu Âu. Thực tế thì cho thấy thị trường crypto đã tăng trưởng nóng vài năm gần đây nhưng chưa được nhiều quốc gia công nhận và kiểm soát do không có biên độ khống chế như là thị trường truyền thống. Điều này thì đồng nghĩa là các nhà đầu tư sẽ không được bảo vệ khi mà xảy ra sự cố. Bởi vậy, sự kiện FTX chính là hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan quản lý phải can thiệp một cách nghiêm túc hơn. Nếu nhìn theo hướng tích cực, những sự cố này đã xảy ra là đòn giáng để thanh lọc và hoàn thiện ngành công nghiệp non trẻ này. Cho dù FTX hay bất kỳ cá lớn nào bị đánh gục, toàn bộ thị trường tiền số vẫn sẽ tiến lên. Ở một chừng mực nào đó, câu chuyện giàu nhanh từ tiền số là không sai, tuy nhiên sẽ dẫn đến kết cục ê chề nếu thiếu may mắn và kiến thức. Để thực sự biến kỹ thuật số trở thành tương lai của lĩnh vực tài chính thì cần hơn nữa những sự tham gia chủ động của giới quản lý. Đó là viễn cảnh mà tài sản kỹ thuật số đã đăng ký và niêm yết trên các sàn giao dịch được quản lý, tạo ra lớp áo giáp bảo vệ các nhà đầu tư một cách vững chắc. Chỉ khi làm được điều này, ngành tiền mã hóa mới thực sự phát triển và được công nhận, thay vì chỉ là một cuộc chơi may rủi. Và dẫu thế nào, ngành tiền mã hóa vẫn phải bước tiếp và học hỏi từ biến cố vừa qua.